cháy lên lửa lửa luôn thì đó. À lên lửa đó. Không có đó, bếp lửa nó phải nhiều. Dạ, mình chào cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của em nha. Chiều tối hôm nay em đang đứng tại địa chỉ là 21 Tân Bắc, phường Thành Chánh Hiệp, quận 12 nha cô chú anh chị và các bạn. Gần ngay chủ quy TNC nè, bánh xèo nhí của các con. Cô chú anh chị và các bạn á, thời gian bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo thì 15 bánh xèo ở chỗ là 30k một cái nha. Dạ. Bình dân. Cái này của anh đứng nha con. Hai anh đứng luôn á. Hai anh đứng luôn á, làm thêm cái nữa. Dạ. Bánh xèo ghiền luôn. Nói chị quá ngại vậy chị cũng ghiền luôn. À. Không biết là nói rồi nên là nói rồi. Cắm này thôi. Nó cũng kêu đổ bánh xèo cũng ghiền luôn mà. Không đổ tư thái là nó khỏe. À. Đổ lên người ta sẽ tóc mặt mai thứ 7 nè. Mai thứ 7. Mai. Chưa. Hấp dẫn luôn. Nguyên qua là chỗ này hấp dẫn lắm các bạn. Mà xe con nào chưa ăn hoặc là bắt cơm của tôi nha. À. Tạm. Vô ăn bánh xèo đi. Ừ. Mắc. Việc kêu mắc con tôm là đừng đủ thừa nha. Bắt đầu ăn bánh xèo luôn. Mưa là về đó là lũ bụi lo mà chạy về á. Nãy lên đâu vậy? Chưa á, mới vừa tới mà anh tới luôn á. Gần tạnh ra đó cô. Xíu nữa cô đứng xíu nữa là ăn thêm một cái nữa là đó tạnh luôn. Đúng rồi, ăn cái nữa là tạnh luôn á. Bánh bữa làm quá chưa? Chưa, nội đang làm nè. Trong hai cái rồi mà. Ờ, trong hai cái chưa. Tạnh mưa rồi, chuẩn bị tạnh mưa, chuẩn bị tạnh mưa. Tạnh mưa cái tình yêu bánh xèo nó tới rồi. Số điện thoại đặt hàng là 0986804334. Đó, đó, ngoài, online đó. Rồi, chị Nhi sẽ tiết kiệm chốt đơn. À, người trả tiền phí nha. Đó là tiền ship là cô chú anh chị và các bạn chịu á. Tiền ship là cô chú anh chị và các bạn. Chỗ này mà nhiều lúc ấy, ở Sài Gòn ấy, nhiều lúc mà đi ven đường qua đường á. À, ôi bốn tôm đặc biệt á, bánh xèo đặc biệt. Đặc biệt là bốn tôm nha. Và đặc biệt nữa, nếu mà đặc biệt nữa mà 200.000 á là tự vô làm luôn. Tự phục vụ và tự vô làm luôn á. Bớt mưa rồi Sài Gòn ơi. Bớt mưa rồi. Bớt mưa rồi bắt đầu. Và mình đứng ăn tối. Bớt mưa rồi. Về nè mà thẩm về đây thì cứ. Dạ. Quá trời ngon là ngon rồi sao. Quá trời ngon quá trời ngon. Cái thịt này là không mà nói là thử. Đã chín rồi. Thịt luộc thôi chứ. Rồi cái đĩa vô đó chập nó bằng anh vô. Rồi em
chiếc à? Nhà nào anh cho 2-3 cái ăn mà. À, 2 cái lợi anh cho à. À. Lại gặp vị khách này cũng đã quay một video rồi cho cô chú anh chị và các bạn nè. Giờ anh tới trường táo lon cho nội cho mấy cái, bữa nay anh xin 2 cái, hôm bữa là anh xin 4 cái. Mình cho phép là mình cứ vui lên chứ. Ờ, nhờ con anh hả? Chơi trước em sống đây 20 mấy năm hả? À. À, ngày xưa. Chưa chạy xưa hả? Chạy xưa hôm đây. Ừ. Đây. Đó. Thôi, cũng đây. Thôi, rồi, có thể nha. Cảm ơn anh chị nha. Dạ. Được rồi. Rồi, ok rồi, chào anh. Rồi, biết thôi, không quá ha. Ờ. Làm có 2 lít à. Bữa kêu 2 xỉ bữa nay chuyển ra 2 lít. Kinh vậy. Lên tô nhanh dữ hả? Bên đó là cho ăn lên bờ. Dạ. Đó là dễ lắm á chú ơi. Dễ 2 lít luôn mà chưa. Nó bị suy. Dạ. Có nhiều mới lại cô à. Dạ. Dạ. Có gì trả nhiều. Có gì trả nhiều. Mà ai mà lấy tiền hay không? Trời đó. Cho hoài à. Chưa mở hàng đâu lại cũng cho. Dạ. Tôi mở hàng thôi đi chứ. Hai bố con. Hai bố con hả? Hả? Con có, con mất, con mất, con bị lạc hay sao bữa nghe nói. Sao? Bữa kêu là xin gì cho ba, cho mẹ, cho rồi con cho một em. Cho em. Tỉnh tỉnh thôi, cũng nói chuyện đàng hoàng lắm. Dạ, đúng rồi. Mua kêu về cho ba cho mẹ. Đó qua hai chú á, một chú mua cái đó. Nãy là giờ nãy là vô mua. Nãy vô mua, vô mua. Cho không muốn ngại á. Có dưỡng đường nhiều. Đó là chú vô mua nha, anh vô mua nhưng mà đi đâu em nói rồi đâu không lấy tiền. Mà chưa lại đây. Dạ. Đấy cờ bây giờ ông nội cái đầu cứ đổ nè, đổ thêm nè. Rồi khách vô thưởng thức á, vô mua là không có. Để giờ vô mua mà phải đứng chờ. Chờ đó. Lúc mà em biết luôn á, mưa to quá trời mưa. Mưa. Để 2 cái bánh xèo. À, 2 cái hả chị? 2 cái mang về. 2 cái mang về nè con gái. 2 bịch lạc. Cái này con để vô trong đi con gái. Cái túi sách của con để vô trong. Ừ, con đừng cái cầm máy. Túi sách là để ở trong. Đi ra đường. Hiểu không? Con hiểu không? Ừ, bởi vì anh mới đi chơi đâu về hả con gái? Trâm Anh vừa mới đi chơi đâu về?
bây giờ là còn có một cái bánh xèo nghe cô chú ông nội đổ tiếp, chắc là lên chảo nữa rồi. Đâu ở đâu tắm mưa hả? Chiên luôn. Đó hồi cô chú đội mưa đi ra mua đó. Hồi nãy mười mấy cái nhưng mà cô mua 5 cái, cô mua 6 cái, chú mua 5 cái rồi. Cái đầu là từ nãy khách vô mưa nhưng mà các cô chú anh chị vẫn đến ủng hộ. Địa chỉ chúng ta là 21 Đông Bắc như cô chú anh chị và các bạn, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, gần ngay chỗ QTSC, công viên phần mềm Quang Trung. Dạ, công viên phần mềm Quang Trung. Một trong những cái công viên công phần mềm mà cũng rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Dạ. Cũng như cả nước mình đó. Cô ở gần đây em cô? Hóc Môn hả? Dạ. Dạ, cô khách từ Hóc Môn. Một bánh mang gì? Một bánh cho chú mang gì? Bịch rau. Con cầm cái con gái. Con gái. Mấy cái em? Một bốn cái hả? Một cái mang về nữa, một cái. Con gái buông cái bánh xèo chú chụp tấm hình con gái. Một cái mang về nữa. Nhìn nè. Ok, cảm ơn con. Một cái mang gì? Rồi. Về chứ? Về trước đây. Chú về trước rồi. Giờ bắt đầu là cũng tạnh tạnh mưa một xíu rồi. Đâu chú? Tạnh mưa một xíu rồi. Rồi mình vô mình thưởng thức bánh xèo nha cô chú. Địa chỉ của chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Cô chú chị và các bạn nào có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức nha. Cái thời gian bán của bánh xèo nhí á là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Một cái của chúng ta đó là 30k. Đó, ngoài ra cũng có bán bánh xèo chay nữa nha cô chú. Nhưng mà bánh xèo chay thì cô chú anh chị và các bạn á phải đặt hàng trước, phải gọi điện trước. Số điện thoại là 0986804347. Dạ, một cái mang về con. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Cô chú anh chị và các bạn xem video mà nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp con nha. Giúp em nha. Đang nói qua đó. Con gái vẫn vui tươi hồn nhiên lắm. Anh nói là buổi sáng nóng, buổi trưa nóng. Mấy cái chị? Hai cái mang gì? Rồi, ông nội có tăng cường nhanh rồi. Thôi có nhiêu bếp, có tiền không chị gái? Có nhiêu mà già.
Hai cái nữa. Lai rai á, bánh xèo trời mưa mà. Trời mưa là quý ông bà cô chú dạ. Lâu chuẩn bị tiếp hai chảo ra. Chờ xíu với chị. Chờ xíu ông nội đúc cũng gần xong rồi. Cũng nhanh.